Ôi, nay lâu quá cậu ở Nha Trang với có mấy người Kiều bên Úc về nữa thôi. Anh em mình không có món gì hơn cho hương đồng có nậu ơi. Mình xíu nữa mình dân cơm. Nhờ bán cái gì đãi đó. Bán gì nè. Mực ngon không anh? Vâng. Thử cái thêm bê. Không, ớt kìa. Bán mắm mực kìa. Nè, mắm mực nè. Thử đây. Lầu luôn. Mắm mực này chấm thịt ba chỉ thôi. Quá cho cha sâu sâu vậy ăn nó mới thấm. Con nó gấp con vô nữa. Chiên mấy con vô luôn. Đó, anh đây làm tài xế ở Nha Trang có nợ ai lên kiếm ông nè. Ông ra tới Bình Định rồi á. Ông đi đòi nợ á. Ông Trùm đi đòi nợ mà. Đi lần ra tao quét luôn á. Uống chấp đến đây. Mắm mực ngon á. Dách lòng. Nó nghéo nè, hủ nè, nó nghéo ăn. Còn mắm mực ngon, bia cũng ngon, vô. Cái luôn. Vô. 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 Mà uống mà kêu chả anh nào nào á, tự quay. Chà con nó nhậu. Mấy mực anh em nhớ về gia vị nha. Bữa trước là có mấy anh em không biết chừng cái tưởng là mắm mình ăn được luôn á. Anh em về khui nắp ra ăn luôn. Mấy gia vị ớt tỏi rồi theo hướng dẫn á. Anh em làm cho cầm nguyên cái ổ khui ra, cái cầm con mực lên ăn nguyên cắn miếng nhậu. Các bạn chị sao nào? Bữa đêm về có ớt có thơm rồi đó mà người ta có vị luôn mà. Ớt tím cũng ngon nè anh Minh. Em miếng ớt tím đây. Cây. Cho. Đó cây vô rồi. Nó kêu là cậu bố mà quen với ba lóc kêu chéo mà với vợ mà nó kêu sao ông ngon nhậu nó kiếm được ớt mà ớt mấy cây nó ngon chứ không cây đâu ngon ớt nào ớt không cây nhưng mà tiếng cây nó thơm nó cây mà cây chứ một chặt nó hết chứ nó không có cây lâu kìm nó lâu nó không cây lâu đâu bây giờ cậu ở đây luôn hả hiểu cậu ở đây hả ớt tím á cậu ở tím á ông ưa bến cậu đói bụng nha ông cậu đói bụng nha con sẵn em vô em liếc qua em review cơm đâu đang có mấy mực rồi em liếc qua cái đây vô bây giờ ăn cũng vậy mà cơm cũng mắm mực luôn nha anh em rau lang mắm mực với anh hai chào anh em nha ừ. Ăn cơm luôn đây 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 không có đây cho mấy ông còn băng rồi chậu đi mực. Còn một dớ lúc này ngon mắm nêm mắm mực chấm rau lang cái này nha chấm rau quay chấm với lại mắm mực rau lang mắm nêm đầy đủ mời cả nhà luôn đi bài luôn.